Chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn đến với kênh nha. Hôm nay thì em cũng về một lô hàng nha. Con bon hàng luôn. Hình nào cũng có bon hai loại lan luôn các bác ơi. Đây. Đây là hình số 1 nha các bác nhá. Hình số 1 thì có 3 bụi kiến hồng và 2 bụi to này. Đấy, 3 bụi kiến hồng nhá, còn 2 bụi tứ thời. Có giá là 250k nhá các bác nhá. Đây này, bản lá cũng khá là đẹp đấy. Đây là hình số 2. Hình số 2 cũng có giá là 250k. Cũng có đơn này khủng chưa. Đấy, cũng có 3 rể kiến hồng với lại 1 rể tứ thời luôn. Đấy, có giá là 250k cho những rể kiến hồng này. Bên số 3 này thì thượng định duyên nhá các bác nhá. Đang là có mặt hoa đây. Toàn là hàng rể không này. Đấy, toàn là hàng dề không, có một cái hải táo đấy nhé. Đấy, toàn là hàng dề không nhá. Ôi, toàn là hàng dề không. Mặt hoa của nó cũng khá là đẹp đấy. Có giá là 250. Có một dề hải kin. Cái loại mà là lá nó hải kin thì lá nó hơi mềm. Còn loại lá hải kin lá cứng thì N3 giá thì cũng cao hơn. Đây này, kiến là kiến dừa nhá các bác nhá. Cái dòng kiến dừa đấy. Còn có hai khón tứ thời loại gốc tín nữa, có giá là 250k cho hình số 3 nhé các bác nhá, khá là nhiều luôn. Bên trên này là hình số 4 các bác ơi, cũng có thượng định duyên với lại kiến dừa này, tứ thời rồi thế nào, có 3 khón tứ thời với lại 3 khón kiến hồng với một khón kiến dừa với một khón lan thượng định duyên, có giá là 250k nhé các bác nhá. Đấy. Hình số 5 này thì cũng có giá là 250k nhé các bác nhá. Đây này. Đấy. Hình số 5 cũng có giá 250k, cũng có hai bụi kiến hồng khá là to luôn đấy. Hai bụi kiến hồng to nhá. Với ba khón tứ thời ở 4 khón đi, con bon luôn, 4 khón tứ thời có giá là 250k. Còn hình số 6 này thì cũng vậy. Nhưng mà hình số 6 này thì cũng có tầm là 1, 2, 3, 4 nhá. 4 rề kiến hồng luôn. Củ to luôn này. Đấy, có hai khón tứ thời nữa. Đây này, cũng có giá là 250k nhá các bác nhá. Đấy nha, hình số 6 là 250k nhá. Tiếp tục trên hình số 7 này là một hình có quế với lại tan bạo sắc nhá các bác nhá. Đây này, quế giống như đây này, quế to nhá. Quế cũng xếp đẹp lắm này. Các bác nhìn này. Đấy, quế cũng sẽ đẹp nha các bác nhá. Một hình này em sẽ đếm từng quế luôn. 1 cây này, 2 cây, 3 cây, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây quế. Và có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây tam bộ sắc. Là tổng cộng 16. Và một dề cái loại lan gì trên này em cũng chưa biết cái tên của nó. Nhưng mà nó cũng khá là đẹp. Hình số 7 này chỉ có giá là 300k cho hình quế này thôi. Quế tam bộ sắc nhá. Và trên này thì là một hình kiến hồng nữa. Hình số 8 nhá, có giá là 250k. Đây này, hai rề kiến hồng, một rề kiến lạ giống như kiến xích ngọc hay là cái gì nhá. Một rề kiến lạ và hai khón tứ thời nữa. Có giá là 250k cho hình số 8. Đấy. Và hình cuối cùng là hình số 9 nha các bác nhá. Hình số 9 thì còn lan một số loại lan thượng hải nhá các bác nhá. Mùa này thì sắp bắt đầu có hoa rồi. Đấy, một hai cây này, ba cây này, bốn cây, năm cây nhá. Năm cây thượng hải với là một dề kiến lô hội khá là đẹp đấy và một dề hải kin. Cái dòng hải kin mà lá nó hơi mềm đấy. Giá cái nếu mà dề những dòng hải kin mà giá lá cứng 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 luôn thì với lại lá nó đậm hơn thì cũng có giá hơn. Đấy. Còn bon luôn các bác ơi. Hôm nay còn bon cho các bác luôn. Hình số 9 thì có giá là 250k luôn nha các bác nhá. Đấy và gồm là 9 hình thôi các bác ơi. Đấy, bác nào mà chọn hình nào thì hãy liên hệ nhá.